Chào mừng quý thầy cô, quý bạn đạo cùng các em học sinh đến với chương trình Thách thức sáng tạo cùng STEAM hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Minh Huy, hiện đang là giáo viên của trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông Thanh Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình Thách thức sáng tạo cùng STEAM hôm nay, tôi xin chia sẻ góc học tập của mình như sau. Kính thưa quý thầy cô, đầu tiên tôi xin phép được chia sẻ về góc công nghệ thông tin. Hiện nay máy vi tính là nhu cầu sử dụng không thể thiếu được đối với mọi chúng ta trong việc dạy học, đặc biệt nhất là việc học online do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gia tăng. Việc dạy học online không những giúp chúng ta khai thác tốt công nghệ thông tin, mặt khác nó còn giúp chúng ta tìm kiếm thêm tư liệu bổ trợ cho việc dạy học. Máy vi tính còn hỗ trợ chúng ta rất lực trong việc tìm kiếm thông tin tư liệu hữu ích, giúp cho đọc chúng ta ngày càng sâu rộng hơn. Tiếp theo tôi xin phép được chia sẻ góc sách chính trị và sách nghiên cứu khoa học. Sách chính trị sẽ giúp chúng ta trao dồi thêm lý tưởng đạo đức cách mạng, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Sách nghiên cứu khoa học sẽ giúp chúng ta tìm tòi khám phá hơn ra những vấn đề mới, tạo cho chúng ta sẽ tính khoa học, tính logic hơn nữa trong việc giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như trong thực tiễn. Sách tư liệu tham khảo sẽ giúp chúng ta trao dồi hơn nữa trong chuyên môn lẫn nghiệp vụ, cung cấp thêm cho chúng ta nhiều thông tin quý giá, nhiều tư liệu hỗ trợ cho việc dạy học rất là hữu ích và rất là công dụng, giúp chúng ta mở mang hơn nữa trong việc làm giàu tri thức cho mình. Hiện nay các ngành kinh tế ngày càng phát triển, việc tìm hiểu các ngành kinh tế sẽ giúp đất nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên trường quốc tế. Kinh tế hiện đại hiện nay có vai trò quan trọng không những giúp nâng cao đời sống của người dân mà còn góp phần nâng cao hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cùng với quá trình hòa nhập quốc tế, việc trang bị cho mình một bộ ngôn ngữ là rất cần thiết. Trong đó, việc học tập tiếng Anh sẽ giúp cho chúng ta có được thêm những kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho công việc giảng dạy cũng như là trong cuộc sống, giúp chúng ta tự tin hơn. Ngoài công tác giảng dạy, chúng ta cũng nên trao dồi thêm kiến thức cho mình thông qua việc đọc sách, học làm người hay là những mẫu kỹ năng khác. Việc đọc sách, học làm người sẽ giúp chúng ta có những cách sống giản dị, trang phương mộc mạc, giúp chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp, chúng ta nhìn nhận cuộc sống trong một khía cạnh tích cực hơn. Việc đọc những mẫu chuyện ngắn như thế này sẽ giúp chúng ta hồi tưởng về những ký ức của tuổi trẻ, những ký ức của thời ấu mà tuổi thơ chúng ta đã lưu lại trong chúng ta, những ký ức đẹp, những cái hồn quê, những cái con người bình dị, những cái tình làng nghĩa xóm, những mái trường, những con sông, những bờ ruộng mênh mông, những lũy tre làng, những cây la, những bến nước, vân vân. Bên cạnh góc học tập dạy học là một khung cửa sổ nhỏ hàng ngày đón sáng từ mặt trời, giúp cho chúng ta lạc quan hơn, yêu đời hơn và tràn đầy sự sống hơn. Ngoài ra chúng ta thấy rằng một chậu hoa tươi như thế này sẽ giúp chúng ta thêm yêu thiên nhiên và giảm bớt căng thẳng mệt mỏi sau những ngày dạy học làm việc học tập vất vả. Một lần nữa, tôi xin kính mời quý ban giám khảo, quý thầy cô cùng em xin xem lại góc nhìn của tôi sau đây.